Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói một chút về cái dịch vụ đó là mua đất chính chủ. Quý vị và các bạn biết không, khi mà mình mua những cái căn hộ hoặc là những cái giấy tờ nhỏ lẻ mà nó đã có sổ hồng như vậy rồi thì mình rất là yên tâm. Thì trong cái loạt hướng dẫn mua bán nhà đất thì tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn có những cái chủ đề rất nhỏ nhưng không nhỏ. Và hôm nay khai mào cái video đầu tiên đó là mua đất chính chủ. Các bạn biết không, nếu trong trường hợp mình là người đi mua đất, mình là người nhận chuyển nhượng, thì mình sẽ được xem trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi không cần biết cái nguồn từ đâu, dịch vụ mấy anh chàng dịch vụ đưa đến cho mình, các mình trực tiếp giao dịch với cái người chủ đất thì mình sẽ xem cái thông tin người chủ đất. Các bạn ạ, đây là ông Nguyễn Văn A. Thì như vậy ông Nguyễn Văn A này là ông Nguyễn Văn A này là như thế nào? Ông Nguyễn Văn A này, tài sản này gồm có hai vấn đề. Tài sản này là tài sản chung vợ chồng của ông Nguyễn Văn A và bà B, hay là tài sản riêng của một mình ông A? Thì dễ thôi quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn đã được mấy anh em dịch vụ đưa cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ gọi là mua đất chính chủ. Thì nếu như trong trường hợp dịch vụ họ đưa đến thì mình mới nói là tôi cho tôi gặp cái ông A này đi, hoặc là bây giờ cho vừa cho xuống coi đất và ông A này có vợ có chồng gì hay không. Thì trong trường hợp này có hai dạng quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp mặc dù là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đứng tên một mình ông A, tuy nhiên rằng là nó sẽ là tài sản chung vợ chồng của ông A và bà B, thì trên nguyên tắc nếu chúng ta giao dịch thành công, chúng ta mua thành công, thì chúng ta phải bắt buộc phải có giấy chứng nhận kết hôn của ông A và bà B, và phải ông A và bà B đi ký. Thì các bạn biết không, tùy theo những cái thời điểm kết hôn mà có những cái quy định khác nhau. Nếu trong trường hợp ông A và bà B kết hôn tại thời điểm luật hôn nhân và gia đình năm 86 thì chỉ cần một cái giấy khai sinh của một đứa con là đủ, nếu không có giấy chứng nhận kết hôn. Còn nếu như trong trường hợp luật hôn nhân và gia đình ông A và bà B theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kết hôn, và luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vẫn như vậy. Đó là cái trường hợp mà mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình ông A, các bạn ạ, dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình ông A, tuy nhiên rằng chúng ta cũng phải hiểu được rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đây là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, mà tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Dĩ nhiên tùy theo những cái trường hợp mà chúng ta biết rằng là cái quy định luật hôn nhân và gia đình năm 86 hay năm 2000 hoặc năm 2014 mà chúng ta cần phải có những cái văn bản. Thì như vậy thì mình yêu cầu cái người chủ đất cho tôi gặp vợ chồng, hoặc là trong trường hợp này tôi khi mà ký thì phải ký hai người. Trường hợp thứ hai đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có một người, tuy nhiên rằng là bây giờ là ông này ông lớn tuổi rồi, tuy nhiên là ông không có, từ khi vợ ông mất đến nay là không có kết hôn với ai, thì chúng ta cũng bắt buộc chúng ta phải làm một cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ông A này ông độc thân từ khi theo cái giấy chứng tử gì đó chết tới nay thì tài sản này là tài sản riêng cá nhân một mình ông A. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ không bằng một số anh chị em chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực mua bán bất động sản. Tuy nhiên là luật sư thì tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn một cái thông điệp cơ bản nhất. Và đây là video có tên là mua nhà chính chủ. Dĩ nhiên tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này lên một cách rất là cơ bản cho quý vị và các bạn. Và
ở đây cũng chính là một cái thửa đất mà văn phòng luật sư được khách hàng gửi để mà bán vì một cái vấn đề khó khăn về kinh tế. Và tôi sẽ quay lại tặng màn hình lại để cho quý vị và các bạn biết cái thông tin chi tiết. Nếu quý vị và các bạn mà nếu như trong trường hợp có những cái nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại ở phía dưới để chúng ta có thể trực tiếp liên hệ với chính chủ là ông A. Và tí nữa là tôi sẽ quay lại toàn bộ màn hình, đồng thời cũng có những cái giá tham khảo để quý vị và các bạn thương lượng. Dĩ nhiên thì trong cái việc này thì cũng có phí của máy số, máy anh em dịch vụ. Nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta sẽ comment và alo chủ động số điện thoại mà tôi để dưới đường link. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.